Rồi, vuông vuông rồi. Chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ thực hiện thử thách là bó 6 giỏ quà này trong thời gian nhanh nhất nha các bạn nhé. Rồi các bạn hãy nhìn thấy thời gian này. Nào, bắt đầu. Đấy, chúng ta hãy cho những cái gì nặng nhất vào trong cái giỏ trước các bạn ạ. Rồi, tiếp theo là thêm một bánh này. Một bánh trứng của bánh mì Sài Gòn. Đấy. Mình cũng làm tương đối là chậm thôi nhưng mà nó sẽ hiệu quả. Rồi, tiếp theo là thêm một mứt nha các bạn nhé. Mình làm đều là đầy đủ hết tất cả các loại. Không thiếu cái gì cả. Từ nước ngọt này, mứt này, chè này. Cà phê, nước ngọt đều đủ hết. Mà các giỏ quà mình bó thì giá rất là hợp lý, từ 120 đến 200 hoặc là 1 triệu mình đều đóng được hết. Rồi tiếp theo thêm một cà phê, em chè sen, bánh kim phát tài các bạn, nước ngọt, chè sen, một kẹo. Xong. Mình đã bó xong một giỏ. Đang bị lỗi nơ các bạn. Một giỏ. Tiếp tục. Cà phê. Chè sen. Kim rất dài. Ngọt. Xong giỏ thứ hai. Tiếp tục giỏ thứ ba. Xong 3 giỏ. Ok. Tiếp tục.
3 nhỏ. Giỏ thứ 4 các bạn ơi. Giỏ thứ 5 nhỉ. Ôi, xong rồi. Mình rách túi các bạn ạ. Mình sẽ làm tiếp cái vỏ khác. Thường thì rất ít khi là mình bị đứt túi. Vậy là mình sẽ làm là 5 giỏ đấy các bạn ạ. Một giỏ là bị lỗi. Và mình đã toát hết mồ hôi rồi. Và sau đây thì mình sẽ uống cái sữa sô cô la lắc các bạn ạ. Lắc lên cho nó đều này. Và uống để bổ sung năng lượng. Tuyệt vời. Cảm ơn mọi người đã xem. Mọi người mà thấy hay thì hãy like và chia sẻ, đăng ký kênh của mình nhé. Xin chào. Cô ấn nút đấy đi. Ấn lại à? Ấn tức là ấn lại.